tại buổi tập huấn, học viên đến từ các trung tâm xúc tiến đầu tư, các khu công nghiệp và một số doanh nghiệp đã được các chuyên gia của Bộ Công Thương, Đại học Quốc gia và chuyên gia nước ngoài truyền tải những nội dung như chiến lược thu hút đầu tư trong lĩnh vực hỗ trợ, xây dựng quảng bá hình ảnh, sử dụng phương tiện truyền thông hiệu quả để thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, kỹ năng phân tích quảng bá đầu tư, văn hóa và xu hướng đầu tư của các doanh nghiệp châu Âu, v.v. Phát biểu tại buổi tập huấn, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Tạ Hoàng Linh cho biết, hiện nay các nhà đầu tư châu Âu đã đầu tư trên 1.700 dự án tại 52 tỉnh thành của Việt Nam. Các dự án tập trung vào các lĩnh vực cơ khí chế tạo, thiết bị điện, bất động sản, v.v. Trước ngưỡng cửa FTA Việt Nam-EU có hiệu lực, việc trang bị kiến thức cũng như là kinh nghiệm để các địa phương, các khu công nghiệp và doanh nghiệp hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp châu Âu là hết sức cần thiết trong việc tận dụng cơ hội thu hút các nhà đầu tư vào Việt Nam.